Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thanh thiếu niên chuẩn bị sử dụng hung khí đi giải quyết các mâu thuẫn cá nhân đang trở thành vấn đề nhức nhối đối với các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Những vụ việc gần đây được Công an quận Cẩm Lệ ngăn chặn đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội về việc buông lỏng quản lý số thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật tại cộng đồng xã hội. Đây là số hung khí mà Công an quận Cẩm Lệ phát hiện và thu giữ tại nhà Nguyễn Trọng Phát, 14 tuổi, trú phường Hòa Xuân. Theo khai nhận của đối tượng này, số hung khí trên được những người bạn nhờ cất giữ giúp để phục vụ cho việc đi đánh nhau. Mấy đứa góp tiền vô, xong cái bắt đầu ra ngoài nó làm giùm. Cái ông làm gần xong rồi, mới làm xong ngày chiều hôm qua tới chiều hôm nay là bắt. Cũng trong vụ việc này, Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục mở rộng truy xét nhà của Lê Văn Hiếu, 16 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông. Tại đây, cơ quan công an thu giữ thêm nhiều hung khí tự tạo. Nếu không được phát hiện kịp thời, rất có thể chỉ một phút bốc đồng thì số hung khí này sẽ được các đối tượng đem ra sử dụng. Không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Điều này đang đặt ra một câu hỏi lớn trong việc quản lý giáo dục số thanh thiếu niên nói trên. Quản lý ở đây, chúng ta phải quản lý chặt về cái mối quan hệ, về cái thời gian đi lại, cũng như là quản lý về cái việc chi tiêu cho tiền các em, để góp phần vào việc hạn chế được cái việc là các em vi phạm pháp luật hoặc là nghiêm trọng hơn là tiến hành phạm tội. Điểm chung của các nhóm thanh thiếu niên này là đều đã bỏ học, thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình, xã hội, nên thời gian rảnh rỗi các em lại sa đà vào game hay tụ tập ở những địa điểm vắng người. Câu chuyện về những thanh niên quá trẻ bị bắt giam, xử lý hình sự thời gian qua vẫn là bài học cho những ai còn thờ ơ với chính tương lai của con em mình.